Bướm đêm, ngài là tên gọi chung của một nhóm bướm khoảng 250,000 loài phân bố trên toàn thế giới. Cùng chúng tôi tìm hiểu về đặc điểm, hành vi và tập tính của loài côn trùng này. Đặc điểm nhận dạng bướm đêm thường có hai cặp cánh được bao phủ bởi các mô. Chúng có đôi mắt hợp chất và một chiếc vòi để hút mật hoa. Tùy thuộc vào loài mà kích cỡ và màu sắc khác nhau. Một số loài bướm đêm có màu kim loại, trong khi số khác có màu nâu hoặc màu xám. Hầu hết những loài gây hại trong nhà thường nhỏ hơn 2 cm, thường có màu nâu hoặc nâu đỏ. Hành vi tập tính dinh dưỡng cũng như màu sắc và hình dạng, bướm đêm có hành vi tập tính và dinh khác nhau phụ thuộc vào từng loài. Trái ngược với bướm, bướm đêm chủ yếu hoạt động vào ban đêm và ẩn nấp vào ban ngày, tuy nhiên cũng có một số loài ngày hoạt động đêm nghỉ. Bên cạnh ong và bướm, bướm đêm cũng là loài thụ phấn cho cây. Bên cạnh đó, một số loài khác lại trở thành dịch bệnh trong nông nghiệp đa số bướm đêm hoàn thành cuộc sống của mình mà không ảnh hưởng đến con người. Chúng là thức ăn của nhiều loài như chim, bướm đêm, ngài là tên gọi chung của một nhóm bướm khoảng 250,000 loài phân bố trên toàn thế giới. Cùng chúng tôi tìm hiểu về đặc điểm, hành vi và tập tính của loài côn trùng này. Đặc điểm nhận dạng bướm đêm thường có hai cặp cánh được bao phủ bởi các mô. Chúng có đôi mắt hợp chất và một chiếc vòi để hút mật hoa tùy thuộc vào loài mà kích cỡ và màu sắc khác nhau. Một số loài bướm đêm có màu kim loại trong khi số khác có màu nâu hoặc màu xám. Hầu hết những loài gây hại trong nhà thường nhỏ hơn 2cm thường có màu nâu hoặc nâu đỏ. Hành vi